Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu địa hình carbon bên em mới về, Mountain Bike XDS với cấu hình full group Shimano DR, đùi đất trùng rỗng FSA, và sẽ được trang bị với giảm xóc hơi rất là cao cấp. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết cho chiếc xe carbon XDS. Vâng, đây là mẫu xe dòng địa hình Mountain Bike carbon bên em mới về với cái tông màu sport rất là thể thao, tông màu đỏ đen. Vì những cái lúc dòng mẫu của dòng xe Mountain Bike, dòng địa hình, nó mà là không thể tránh khỏi những cái dòng bị xước sắt trên khung xe. Nhưng tổng thể xe em thấy đánh giá cũng rất là đẹp. Vì là xe quan sử dụng nó nhá. Đây là mẫu địa hình carbon, khung carbon bên em mới về. Xe vẫn được trang bị với bộ rơm sườn cao cấp. Tổng thể xe đánh giá tầm 85%. Ở xe vẫn còn cái mã vạch chính hãng của dòng xe XDS này, đằng sau xe bác nhá. Vẫn còn nguyên xe, vẫn bản theo xe. Đây là mẫu địa hình Mountain Bike dòng carbon bên em mới về. Rất là nhẹ. Cổ phốt chính hãng của XDH, chính hãng nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với cấu hình full group Shimano DR và cao cấp không nhá. Tay lắm cao su đúc, chính hãng nguyên bản theo xe. Và giảm và cặp phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên tay phải em là 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD với bộ phanh dầu thủy lực chính hãng đằng sau Shimano. Và lần này xe được sử dụng với bộ giảm xóc hơi rất là cao cấp đây. Xóc hơi không nhá. Những cái dòng xe địa hình bên em thì rất là hiếm khi về được những dòng xe mà có giảm xóc hơi. Đấy, đây chỗ xả e các nhá. Giảm xóc hơi chính hãng nguyên bản theo xe. Trang bị với cặp Mayer đỏ, tông màu cũng là tông màu rất hợp với xe, tông Mayer đỏ bạc đạn. Vành chính hãng của XDS, vành Alexis Victor. Vành nhôm chuyên sản xuất cho những cái dòng xe địa hình cao cấp. Rất là cứng cáp các bác nhá. Lốp Kenra. Lốp cũng còn rất là mới. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Ghi đông chính hãng của XDS nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với đùi đĩa trục rỗng FSA. Đây. FSA là thương hiệu của Mỹ nhá, đùi đĩa nhôm trục rỗng. Đây. Đùi đĩa trục rỗng không nhá. Đùi đĩa trục rỗng của FSA thương hiệu rất nổi tiếng và chuyên về làm những cái dòng xe phụ kiện binh phụ kiện thương hiệu Mỹ. Đùi đĩa nhôm FSA trục rỗng. Cùi là sau chính hãng của Shimano DR rất là cao cấp. Gạt đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và bây giờ sẽ có thông số chiều cao size đứng của xe. Vâng, là xe chiều cao đứng của size khung xe là 46, tức là các bác cao từ trên 1m6 đến trên 1m7. Vâng, xe được trang bị với củ đè Shimano DOD rất là cao cấp, trang bị với 9 tầng lip. Anh em nhầm, 10 tầng lip các nhá. May cối lổ bạc đạn. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bên phải em là 3 tầng đĩa. Xe vô chuyển động của nó là 3 tốc độ.
rất là cao cấp. Dòng xe địa hình là chuyển độ 3 tốc độ là gần như là cuối cùng của dòng xe địa hình Tô Linh rồi. Thúng đĩa, thúng đít. Rất là mượt mà dân Trung Quốc nhá. Bên phải em là 3 tầng đĩa, sử dụng đùi đĩa thục rỗng của FSA. Thúng đĩa. Gạt đĩa chính hãng của Shimano DOD. Lên đĩa. May bọc đạn cuối lỗ nhá. Đây là một mẫu Mountain Bike địa hình. Bên em mới về với bộ group xe rất là cao cấp. Xe carbon, địa hình carbon. Với tông màu rất là sport thể thao nhé, tông màu đỏ đen. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike carbon, full carbon XDS. Với cái bộ group xe rất là cao cấp. Nguyên bộ group xe sử dụng với cấu hình Shimano DOD trang bị với 10 tầng lít, đùi đĩa thục rỗng FFA, đùi đĩa với đầu đĩa thương hiệu Mỹ cao cấp, với bộ giảm xóc hơi, vâng, khung carbon, may vành bạc đạn cuối lỗ, và xe giá rất tốt. Bên em là 9.3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tỉnh Kiên Giang, nhấn đăng ký và theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.